hậu nóng ẩm mùa hè là yếu tố khiến nhiều người đối mặt với chứng rụng tóc. Nếu thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, bụi bặm, đội mũ bảo hiểm nhiều giờ thì tình trạng rụng tóc ngày càng trầm trọng. Rụng tóc làm cho mái tóc xơ xác và thiếu sức sống, khiến không chỉ phụ nữ mà cánh đàn ông cũng mất tự tin. Tôi rất lo lắng cho mái tóc của tôi trong mùa hè. Thời tiết nắng nóng đã làm cho tóc tôi luôn ẩm ướt và thân tóc thì xơ xác và gây tình trạng như gãy rụng rất nhiều. Để khắc phục tình trạng trên thì tôi thường uống tôi sấy để tạo cho nếp tóc tôi nó trông dày hơn và khỏe hơn. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc với máy móc đã làm cho tóc tôi ngày càng rụng nặng nề. Với mái tóc như vậy đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và tâm lý của tôi rất là nhiều. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thành phố chuyển động, chủ đề gia đình sức khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, trong mùa hè nóng nực oi bức, rất nhiều người bị mắc chứng rụng tóc. Chính vì vậy, tìm được nguyên nhân và phương pháp để giảm chứng rụng tóc là điều mà nhiều người rất là quan tâm. Và ngày hôm nay, chương trình xin được làm cầu nối giúp cho những người đang băn khoăn về vấn đề này có thể giải tỏa những cái vấn đề của mình. Xin được giới thiệu khách mời của chương trình ngày hôm nay, bác sĩ chuyên khoa da liễu Phạm Thị Bích Na. Xin chào chị Khánh Huyền và chào quý vị khán giả của chương trình Thành phố hôm nay ạ. Là một người phụ nữ rất là quan tâm đến sắc đẹp, tuy nhiên cũng đang rất buồn với mái tóc của mình đúng không? Đó là bạn khán giả Hồng Lý. Chào bạn Hồng Lý. Xin chào chị Khánh Huyền, xin chào quý vị khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Vì Huyền cũng là cái người mà làm cái nghề này phải dày vò cái mái tóc rất là nhiều, uốn, rũi, nhuộm và thay đổi thường xuyên cho nên là cũng hay bị rụng tóc. Tuy nhiên là Huyền không biết thế nào là cái rụng tóc bình thường và cái rụng tóc không bình thường. Bác sĩ có thể cho cái câu trả lời được không ạ? Trung bình á, thì nếu như chúng ta rụng tóc từ khoảng 40 đến 100 sợi mỗi ngày thì cái đó là một cái giới hạn bình thường. Bởi vì có một cái lượng tóc tương đương nó được tạo ra mỗi ngày để thay thế. Và nhưng mà nếu như trong những cái trường hợp mà cái ngưỡng rụng tóc nó vượt qua khỏi cái con số này thì chúng ta sẽ đối mặt với cái vấn đề là tóc sẽ bị thưa đi. Tóc của mình rụng rất là nhiều, mình được nhiều người khuyên nên là dùng mỹ phẩm để hỗ trợ cho tóc như là mình dùng dầu xả, dầu gội hay kem ủ. Mà qua thời gian sử dụng thì mình cảm thấy là không có hiệu quả. Thì xin bác sĩ cho lời khuyên về cái việc này được không ạ? Với một cái da đầu quá nhờn thì chúng ta không nên sử dụng những cái sản phẩm mà có cái chất dưỡng ẩm quá cao. Bởi vì ngược lại nó có thể sinh ra gầu và từ đó gây ra cái tình trạng rụng tóc ngày càng nhiều hơn. Hoặc là đối với một cái da đầu khô thì chúng ta sẽ phải chọn những cái sản phẩm chuyên biệt mà có cái độ ẩm tương đối là dồi dào. Chính vì cái vấn đề này cho nên nếu như mà bạn Hồng Lý đã lựa chọn những cái sản phẩm chăm sóc tóc nhưng mà chúng ta chưa có chọn được cái sản phẩm thật sự phù hợp với cái loại da đầu thì cái hiệu quả có thể chúng ta chưa thấy được. Nên cái vấn đề lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc cũng là một cái vấn đề rất là đáng lưu tâm ạ. Đó là thắc mắc của bạn Hồng Lý. Còn chương trình cũng đã kịp ghi lại những cái vấn đề tâm tư của một khán giả cũng đang băn khoăn về việc rụng tóc của mình. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Công việc của tôi thường di chuyển trên đường cho nên tôi thường xuyên phải đội nón bảo hiểm. Và mùa hè trời nắng nóng, da đầu tôi ngứa ngáy cho nên tóc tôi rụng nhiều hơn. Có biện pháp nào để ngăn ngừa rụng tóc cho cánh đàn ông chúng tôi không, thưa bác sĩ? Rồi lắng nghe chia sẻ của bạn trai đó thì Huyền tin là bạn ấy cũng thay mặt cho rất nhiều những khán giả nam khác đúng không thưa bác sĩ? Cái môi trường bên ngoài, đặc biệt là tình trạng khói bụi và cái da đầu nhờn á, nhờn rít và không có được thông thoáng, nó là một trong những cái nguyên nhân gây rụng tóc ở nam giới. Tuy nhiên cái nguyên nhân này thì nó không có quan trọng bằng một cái nguyên nhân thứ hai, đó là rụng tóc do nội tiết tố nam. Bởi vì sao? Trong cái cơ thể của người nam á, thì có cái nội tiết tố sinh dục nam, người ta gọi là testosterone. Thì cái testosterone này nó có thể được biến đổi thành một cái dạng khác gọi là dihydrotestosterone, hay còn viết tắt á, để cho dễ nhớ là DHT. Thì cái thành phần DHT này nó có hai cái tác động mà làm cho cái tóc dễ rụng. Thứ nhất á, là bản thân nó là một cái chất mà ngăn làm tắc nghẽn cái nang tóc, từ đó cái sự hấp thu dưỡng chất vào nang tóc nó bị gọi là trì trệ lại. Và cái thứ hai đó là cái DHT nó là một cái nguyên nhân kích thích cái tuyến bã nhờn hoạt động một cách quá mức. Và một khi cái da đầu quá nhờn thì nó cũng có thể dễ gây bết dính, làm suy yếu cái cọng tóc.
Còn ở nữ là nguyên nhân chính nào gây rụng tóc ở nữ thưa bác sĩ? Ở phụ nữ thì cái kiểu rụng tóc nó cũng đa dạng hơn, cũng có thể là cái rụng tóc do nội tiết tố. Khi vừa ốm dậy này, những cái phụ nữ sau khi sanh xong hoặc là sau khi trải qua một cái giai đoạn stress tâm lý nặng nề. Và cũng có những cái trường hợp thì cái rụng tóc chỉ là rụng tóc khu trú ở một cái vùng nào đó thôi. Và thường nó sẽ liên quan đến cái nguyên nhân miễn dịch. Tuy nhiên ở nữ giới á, thì dù là cái nguyên nhân nào trong những nguyên nhân kể trên thì cái cơ chế chính để mà hình thành nên cái tình trạng gọi là tóc dễ gãy rụng đó là do một cái kênh người ta nghiên cứu thấy, người ta gọi nó là một cái kênh potassium, hay để dễ nhớ gọi là kênh kali. Thì cái kênh potassium nó có vai trò nó vận chuyển các chất dinh dưỡng để đưa vào trong nang tóc, và một khi cái hoạt động của cái kênh này nó bị giảm, bị trì trệ hoặc là bị rối loạn thì lúc đó mặc dù chúng ta ăn uống nhiều, chúng ta bổ sung những cái dưỡng chất trực tiếp cho tóc như thế nào đi chăng nữa thì cái nang tóc nó không hấp thu được. Vậy thì bác sĩ có thể cho khán giả những cái lời khuyên làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục cái tình trạng rụng tóc cả nam và nữ ạ? Đối với cái chuyện mà khắc phục tình trạng rụng tóc á, thì đương nhiên ngoại trừ những cái việc chúng ta đã nói, đó là chúng ta biết nguyên nhân, chúng ta phải phòng tránh được nguyên nhân. Chẳng hạn như đối với phụ nữ thì có một cái chế độ sống cân bằng này, tránh xa stress, căng thẳng. Rồi đối với nam giới á, thì cũng giữ gìn vệ sinh da đầu, đừng có để nó bụi bẩn hoặc là bế tắc nhiều quá. Còn về đến cái gọi là cái cơ chế chuyên biệt của nó thì chúng ta cũng có những cái thành phần mà chúng ta lựa chọn để mà gọi là cản trở những cái cơ chế này. Chẳng hạn như là ở nam giới thì chúng ta có thể sử dụng những cái hoạt chất mà được chiết xuất từ một số các cái loại trong thiên nhiên, chẳng hạn như là chiết xuất từ cái lá cây tầm ma hoặc là từ cái cây cỏ luồn. Thì những cái chiết xuất này nó có tính chất là nó ức chế cái sự chuyển đổi testosterone thành cái DHT, mà chúng ta biết DHT nó là cái nguyên nhân chính để gây ra cái tình trạng rụng tóc nội tiết tố ở nam. Nên một khi DHT không tạo ra thì cái tình trạng này nó sẽ được cải thiện một phần nào đó. Cái thứ hai, ở nữ giới thì cái kênh potassium là cái yếu tố chính, thì chúng ta phải làm sao tăng cường cái hoạt động của cái kênh đó bằng cách là sử dụng một số các cái hoạt chất, chẳng hạn như bổ sung trực tiếp như là potassium, hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái hoạt chất bào chế như là carnitine, vân vân. Dạ. Bác sĩ vừa chia sẻ hai cái loại cây như là cây tầm ma và cây cọ lùn. Nói thật là lần đầu tiên Huyền nghe thấy hai cái cây đó. Cho nên là muốn tìm những cây đó không phải là dễ, đúng không ạ? Vậy thì làm sao, có cái giải pháp nào giúp cho những người, một là không biết kiếm những cái cây đó ở đâu, và cái thứ hai là không có thời gian. Ở Việt Nam chúng ta thì đôi khi rất là khó để tìm ra được những cái loại cây này. Thì chúng ta có thể sử dụng thay thế bằng những cái sản phẩm viên uống bổ sung các cái thành phần này với một cái hàm lượng thích hợp. Tương tự như vậy đối với phụ nữ cũng vậy. Chẳng hạn như cái thành phần kali á, thì chúng ta có thể bổ sung trong cái bữa ăn hàng ngày một số các cái thực phẩm mà giàu kali, chẳng hạn như là dưa leo này, chuối này, chẳng hạn như là yến mạch, vân vân. Tuy nhiên cái lượng để mà chúng ta bổ sung cho nó đủ cái nhu cầu của nang tóc thì quả thật là nó rất là nhiều. Và để tránh cái tình trạng là chúng ta phải ăn quá nhiều những cái thực phẩm mà chúng ta có thể là chúng ta không thích lắm, thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái sản phẩm mà có chứa các cái thành phần là potassium chloride, hoặc là cái thành phần thứ hai là cái carnitine, thì nó ở dạng bào chế rồi thì cái cơ thể chúng ta nó dễ dàng hấp thu hơn ạ. Ngoài những cái thành phần thảo dược mà bác sĩ vừa chia sẻ thì còn có cái cách nào nữa không ạ? Cái chuyện mà chúng ta bổ sung những cái thành phần thảo dược trong các cái viên uống hàng ngày nó là một cái khía cạnh của vấn đề thôi. Nghĩa là nó cải thiện cái nguyên nhân, cái cơ chế, nhưng mà nếu chúng ta không có một cái vế tiếp theo là bảo vệ cái tóc của chúng ta thì tất cả các cái giải pháp kia nó sẽ khó được toàn diện. Cho nên trong cái cuộc sống hàng ngày thì chúng ta thứ nhất á, là phải có một cái lối sống lành mạnh này, tránh xa stress, căng thẳng, không có thức quá khuya, không sử dụng những cái loại rượu bia, thuốc lá, chất kích thích. Cái vấn đề thứ hai là cái thành phần chúng ta ăn uống hàng ngày, đương nhiên là chúng ta có thể bổ sung từ viên uống, nhưng chúng ta vẫn có thể có thêm những cái phương pháp, chẳng hạn như ăn nhiều trái cây để mà tăng cường thêm cái dưỡng chất. Và cái quan trọng thứ ba là luôn luôn chú ý bảo vệ mái tóc của mình, không có uống duỗi nhuộm một cách quá nhiều với một cái tần suất dày đặc. Và khi mà chúng ta đi ra ngoài đường đó thì chúng ta cũng nên có một cái sự che chắn bảo vệ thích hợp, đừng có để mái tóc chúng ta phải bị phơi bày trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Và khi mà chúng ta có một cách tổng hòa các cái phương pháp như vậy thì Bích Na tin là các chị em sẽ dễ, cũng như là các anh nam giới dễ có được một cái mái tóc đẹp và ít gãy rụng hơn ạ.
Và Huyền tin rằng là qua chương trình ngày hôm nay, với sự chia sẻ của bác sĩ Bích Na, thì nhiều người đang gặp cái vấn đề rụng tóc sẽ tìm ra được cái nguyên nhân cũng như là cái biện pháp để giải quyết vấn đề này một cách triệt để. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một mái tóc thật là óng ả và bền đẹp. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và cảm ơn bạn Hồng Lý đã đến đây với chương trình.